Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới, dịch giả Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Một, Lô Xá Na Phật. Bấy giờ Đức Phật Lô Xá Na vì trong đại chúng lược giảng tâm địa như trường đậu sợi lông, trong số trăm nghìn hàng hà sa bất khả thuyết pháp môn. Ngài kết tâm địa đây chính là lời của tất cả Phật thời quá khứ đã giảng, tất cả Phật thời vị lai sẽ giảng và tất cả Phật thời hiện tại đương giảng, cũng là pháp môn mà tất cả Bồ Tát đã học sẽ học và đương học. Ta đã từng trăm a tăng kỳ kiếp tu tập tâm địa này, do đó ta được hiệu là Lô Xá Na. Chư Phật, các ngài đem lời giảng của ta đây hầu mở con đường tâm địa cho hết thảy chúng sanh. Liền đó, từ trên tòa thiên quang sư tử rực rỡ nơi thế giới liên hoa đài tạng, Đức Phật Lô Xá Na phóng ra những tia sáng. Trong tia sáng ấy có tiếng nói với chư Phật đang ngự trên nghìn cánh sen báu: các ngài thọ trì phẩm tâm địa pháp môn của ta đây, rồi tuần tự đem giảng lại cho nghìn trăm ức Thích Ca cùng tất cả chúng sanh, ai nấy đều nên thọ trì đọc tụng và nhất tâm vâng làm. Sau khi lãnh thọ phẩm tâm địa pháp môn, chư Phật đang ngự trên nghìn cánh sen báu cùng nghìn trăm ức Đức Thích Ca đồng đứng dậy rời khỏi tòa sư tử. Toàn thân của các ngài chiếu ra vô số tia sáng, trong mỗi tia sáng ấy đều hóa hiện vô lượng Đức Phật, đồng thời tung lên vô lượng hoa đẹp xanh vàng đỏ trắng để cúng dường Đức Phật Lô Xá Na. Cúng dường xong, chư Phật tự tại trở về. Khi rời khỏi thế giới liên hoa đài tạng, chư Phật vào chánh định thể tánh hư không hoa quang, mỗi ngày trở lại chốn cũ dưới cội bồ đề nơi cõi Diêm Phù Đề. Sau khi ra khỏi chánh định thể tánh hư không hoa quang, Đức Phật mới ngự trên tòa kim cương thiên quang vương và diệu quang đường mà giảng về thập thế giới hải. Rồi Đức Phật giảng pháp thập trụ nơi cung Đế Thích, giảng pháp thập hạnh nơi cung trời Diệm Ma, giảng pháp thập hồi hướng nơi cung trời Đâu Xuất, giảng pháp thập thiền định nơi cung trời Hóa Lạc, giảng pháp thập địa nơi cung trời Tha Hóa, giảng pháp thập kim cương cõi sơ thiền, giảng pháp thập nhẫn nơi cõi nhị thiền, giảng pháp thập nguyện nơi cõi tam thiền, và sau cùng ở tứ thiền nơi cung của Đại Tự Tại Thiên Vương, Đức Phật giảng phẩm tâm địa pháp môn mà thuở trước Đức Phật Lô Xá Na đã giảng ở thế giới liên hoa đài tạng. Tất cả nghìn trăm ước Đức Thích Ca ở nơi thế giới của mình đều giảng nói như thế. Hai, Thích Ca Mâu Ni Phật. Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni từ lúc sơ khởi hiện thân nơi thế giới liên hoa đài tạng, rồi qua phương đông đến tại cung của Thiên Vương diễn nói kinh Ma Thọ Hóa. Sau đó ngày giáng sanh nơi cõi Nam Diêm Phủ Đề, tại nước Ca Tỷ La, vua Tịnh Phạn là thân phụ và hoàng hậu Ma Gia là sinh mẫu. Nhũ danh của ngài là Tất Đạt Đa,